Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình DBS. Hôm nay Dương Đại Hải có rất nhiều tin vui để mà thưa quý vị. Cái tin vui thứ nhất là rất nhiều khán giả gọi vào điện thoại cho Dương Đại Hải nói rằng là cái vấn đề bầu cử, giáo sư nói rất hay về vấn đề Electro College. Nhưng mà xin giáo sư nói thêm chi tiết, đó là Bắc Thanh ở Phila. Bắc Thanh có nói rằng là sự thực như là giáo sư nói là cái vấn đề electro college nó quyết định cái vấn đề trúng cử của ông tổng thống một ứng cử viên tổng thống và có nhiều nơi thì người ta lại hiểu lầm và bảo tại sao có những tiểu bang thì cái phiếu phổ thông mà nó thắng thì người ta lấy luôn cả phiếu của cử tri đúng như tờ tiểu bang Florida quý vị nhớ câu chuyện hai năm hai tôi xin nói lại tôi nói rồi mới đây tôi lặp lại ông Al Gore ông ấy coi như là thắng ở các tiểu bang khác nhưng mà cái tiểu bang cuối cùng là cái tiểu bang Florida thì lúc bây giờ ông ta còn thiếu vào khoảng độ 19 phiếu nữa của đại cử tri đoàn thì ông ta sẽ là thắng cử tổng thống năm 2000 mà ông George W. Bush khi đó ông ta còn thiếu vào khoảng độ 20 đây nó 21 uh, phiếu đại khái là như vậy. Thế nhưng mà nhờ cái chỗ ông George Bush lại thắng cái phiếu phổ thông đầu phiếu của cái tiểu bang Florida. Cho nên ông Ego đã thua và thua cái tiểu bang Florida thì thua luôn 21 phiếu cử tri đoàn của cái tiểu bang Florida. Quý vị mới nghe có vẻ nó mâu thuẫn phải không? Tại sao lại phiếu phổ thông đầu phiếu thường thường các quốc gia khác ở trên thế giới ai mà kiếm được đa số cử tri của toàn quốc thì người đó thắng tổng thống. Nhưng mà chỉ có cái nước Mỹ là nó đặc biệt là vì cái bản hiến pháp mà thời năm 1877 năm 1787 xin lỗi, hiến pháp được ban hành vào ngày 12 tháng 9 năm 1000 1787, tức là 11 năm sau khi độc lập thì mới có bản hiến pháp của Hoa Kỳ. Thì trong cái bản hiến pháp đó thì các vị quốc phụ tức là các founding father, những người đã lập ra đã viết ra hiến pháp, trong đó có ông Benjamin Franklin, trong đó có ông James Madison, trong đó có ông Thomas Jefferson vân vân. Thì họ lại quy định rằng là ngày đó nước Mỹ mới có 13 tiểu bang thì có những tiểu bang lớn như là Georgia nhưng mà tiểu bang bé như là tiểu bang Maine, tiểu bang Rhode Island thì các vị quốc phụ tiên liệu là trong tương lai nước Mỹ sẽ phát triển bành trướng ra không phải là 13 tiểu bang mà nó sẽ lên rất nhiều tiểu bang bởi vì ngày đó cái đất của Hoa Kỳ vẫn rộng nhưng mà chỉ có 13 tiểu bang đầu tiên ở miền Đông Bắc người ta gọi là New England là thuộc về nước Anh hồi trước thuộc địa của Anh Quốc cho nên chỉ có 13 tiểu bang và đã tạo ra độc lập của Hoa Kỳ. Nó một cách đơn sơ là cái ngày độc lập mùng 4 tháng 7 năm 1776. Nước Mỹ lúc bây giờ mới có tiểu 15 13, 13 tiểu bang. Và cái thủ đô lúc đầu là Philadelphia, quý vị nhớ. Sau rồi mới đưa về New York rồi cuối cùng mới đưa về Washington DC. Thì trong cái thời gian đó gọi là được nền độc lập của Hoa Kỳ vào ngày mùng 4 tháng 7 năm 1776. Nước Mỹ mới có 13 tiểu bang nhưng mà nó vẫn không cân bằng, có tiểu bang đông người và có tiểu bang ít người. Cho nên các quý quốc phụ nghĩ là làm sao để cho nó ba lăng để cho nó có sự cân bằng giữa các tiểu bang đông dân và ít dân. Nếu mà bây giờ chúng ta chỉ dựa vào cái con số phổ thông đầu phiếu gọi là popular vote thì chúng ta sẽ bất công có nhiều tiểu bang đông dân thì người ta sẽ được thành công và có tiếng nói, còn những tiểu bang mà ít dân thì người ta bị thiệt thòi và nó không có cái sự cân bằng. Vì vậy các ngài mới nghĩ ra là quốc hội chúng ta phải có hai viện. Đó là viện Hạ viện và Thượng viện. Thế thì Hạ viện là tất cả những cái số dân biểu nam hay nữ nó tùy thuộc vào số dân cư của tiểu bang đó. Thế rồi tiểu bang có nhiều dân thì sẽ có nhiều đại biểu. Tiểu bang có ít dân thì có ít đại biểu. Thế là như vậy bây giờ nó sẽ không cân bằng. Họ mới lập ra cái thượng viện. Mà thượng viện thì lại là công bằng. Nhiều dân cũng hai người. Ít dân cũng hai người. Cho nên quý vị thế mỗi tiểu bang chỉ có hai nghị sĩ. Đó. Thế thì cái thượng viện nó mới lập ra. Ngày đó 13 tiểu bang thì có 26 ông nghị sĩ Và 26 ông nghị sĩ đó Nó là sự cân bằng của 13 tiểu bang Lớn bé giống nhau Còn quốc hội Thì lại tiểu bang lớn Thì đông người Thì đông cái dân biểu Tiểu bang bé ít người Thì ít dân biểu Rồi trải qua thời gian đến bây giờ Nước Mỹ nó có 244 năm lập quốc Nước Mỹ Đã có đến 50 tiểu bang những cái tiểu bang đông dân như là Cali có đến 40 triệu. Những tiểu bang ít dân như là Maine hay là như Rhode Island hay là Delaware chỉ có 50 triệu. Thế thì bây giờ chúng ta không có cái thượng viện là chúng ta đi tới cái chỗ bế tắc. Tiểu bang đông người lấy thịt đạ người, tiểu bang ít người bị thấp cổ bế họng không thể bằng nhau. Cho nên bây giờ 50 tiểu bang thì chúng ta có 50 Nhân cho 2 là 100 nghị sĩ Và Thượng viện Đó là sự cân bằng của quốc gia Cho nên cái tiếng nói của Thượng viện Là quốc tế Cho nên công việc người ta chia hay lắm Hạ viện lo vấn đề nội bộ Lo vấn đề thuế má, lo vấn đề tiền bạc Thượng viện Lo vấn đề hải ngoại, lo vấn đề quốc tế Trong đó dùng để phê chuẩn Các nội các tổng bộ trưởng Phê chuẩn Các phái đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ Ở thế giới chức vụ đại sứ vân vân. Thì những cái việc gì đối với quốc ngoại là thượng viện, đối với quốc nội là hạ viện, và đối với quốc tế thì muốn có một cái tiếng nói đồng nhất của quốc gia là thượng viện, vì mỗi tiểu bang đều có hai nghị sĩ. Thế thì bây giờ bỏ phiếu cũng vậy. Nếu mà bây giờ người ta căn cứ theo những các quốc gia khác, chỉ có vấn đề phổ thông đầu phiếu, thì đương nhiên nó chỉ cần bốn tiểu bang là nó đủ ăn tiền rồi tiểu bang Cali, tiểu bang Texas, tiểu bang New York, tiểu bang Florida nó nó có trên 100 triệu dân rồi. Quý vị thấy không? Trăm mấy chục triệu dân, nó đâu cần những cái tiểu bang nhỏ như là Delaware, như là Rhode Island, như là Vân Maine, vân vân. Bởi vậy cho nên, cộng lại nó cần phải có hai nghị sĩ của mỗi tiểu bang để cho nó được ba lăng thì cái gọi là electoral college tức là cái đại cử tri đoàn nó căn cứ vào vấn đề quốc hội. Mà nói đến quốc hội là phải nói đến cả tổng hợp Hạ viện và Thượng viện. Hạ viện có 435 dân biểu, thì chúng ta phải có 435 đại biểu đại cử tri đoàn. Thượng viện 100 nghị sĩ, thì chúng ta phải có 100 đại biểu cho Thượng viện. Hai cái cộng lại là 535 đại cử tri đoàn. Cộng thêm thủ đô Hoa Thịnh Đốn nó không đủ dân số để mà tạo nên một đơn vị quốc hội thì người ta dùng phiếu đặc biệt ba đại cử tri đoàn cho thủ đô nhưng mà không có quyền bỏ phiếu ở quốc hội. Tổng cộng lại 535 hạ viện và thượng viện cộng thêm 3 của thủ đô Hoa Thịnh Đốn 538 đại cử tri đoàn. Thế thì cái đại cử tri đoàn này nó lại chia ra làm hai loại. Có những cái tiểu bang không cần phải vấn đề đại cử tri đoàn quyết định mà là do phổ thông đầu phiếu quyết định. Đó là trường hợp của tiểu bang Florida. Khi mà ứng cử viên nào nắm được đa số của phổ thông đầu phiếu của tiểu bang Florida thì cái vị ứng cử viên đó lấy hết cả 21 đại cử tri đoàn. Còn những tiểu bang khác có như tiểu bang như là Wisconsin, Kentucky thì người ta lại tính theo từng phần mỗi một đại cử tri đoàn phải đích thân tới quốc hội bỏ phiếu. đó thì cái số đó nó lại quyết định không phải là do phổ thông đầu phiếu như là Florida. thế thì năm 2000 ông Al Gore ông ấy thiếu 19 phiếu đại cử tri đoàn thì ông sẽ đủ 270 phiếu đại cử tri đoàn và thắng cử nhưng mà ông lại thua cái phổ thông đầu phiếu của tiểu bang Florida. Vì vậy, ông dọc cho Dubois, ông lại nắm được 21 phiếu của đại cử tri đoàn Florida. Cộng lại, ông thành ra 274 phiếu và ông ấy dư được 34 phiếu và ông thành công. Còn ông Elgo thì lại thiếu, mất vào khoảng 14 phiếu, chưa đủ 270. Vì thế, mấy quý vị, xảy ra tình trạng đếm phiếu đi, đếm phiếu lại để cho mong người ta được đa số của đại uh, phổ thông đầu phiếu. Cho nên Dương Đại Hải nói trước đây là hiến pháp đã định một ông tổng thống, một ứng cử viên trở thành tổng thống khi nào có đủ 270 phiếu đại cử tri đoàn. Cho nên chúng ta nói cho nó rõ thì phổ thông đầu phiếu quan trọng không? Có chứ. Cái nào cũng quan trọng hết, nhưng mà cái quyết định cho một ứng cử viên trở thành tổng thống nó lại không căn cứ vào cái phổ thông đầu phiếu mà nó lại căn cứ vào cái số đại cử tri đoàn quá bán của 270 phiếu đại cử tri đoàn. Cho nên tôi nhắc lại với quý vị là phiếu mà để quyết định cho thành tổng thống là Electoral College tiếng Anh, tiếng Việt mình gọi là đại cử tri đoàn cần phải có 270 phiếu. Còn vấn đề popular vote dù ông có hơn ông tổng thống kia, ứng cử viên kia đến 5 triệu, 3 triệu phiếu như là bà Hillary hơn ông Donald Trump thì vẫn không thành tổng thống mà về 200, 304 phiếu đại cử tri đoàn ông Donald Trump có được hơn ông bà Hillary cho nên Donald Trump đã trở thành tổng thống và bà Hillary đã thất cử cũng như là ông Al Gore đã bị thất cử với ông George W. Bush mặc dầu Al Gore hơn phiếu phổ thông so với ông George w. w. Bush lên đến cả triệu phiếu là như thế. Nói tóm lại, phiếu nào cũng quan trọng. Phiếu của dân phổ thông cũng rất quan trọng, nhưng nó không quyết định. Aha. Cái quyết định để trở thành tổng thống là electoral college vote. Bởi vậy cho nên cái đại cử tri đoàn nó quan trọng lắm, nó bắt phải tới quốc hội để bỏ phiếu hai lần. Một lần trước ngày bầu cử và một lần trước ngày đăng quang. Để nó cần phơm chắc chắn rằng ứng cử viên này đã thành công. Cho nên xin quý vị muốn tìm hiểu thêm chi tiết, quý vị vào Wikipedia bấm vào chữ Electoral College. Hoặc là quý vị không rành tiếng Anh, quý vị vào Wikipedia bằng tiếng Việt và bấm vào vấn đề đại cử tri đoàn trong bầu cử tổng thống đó là một cái trường hợp đặc biệt trên thế giới này chỉ có nước Mỹ. Lý do là vì nước Mỹ có đến 50 tiểu bang, mà trong đó nó lại không đều. Tiểu bang đông dân, tiểu bang ít dân, tiểu bang đất nhiều, tiểu bang đất hẹp. Quý vị nhớ đất nhiều nhất là Alaska, mà đất hẹp nhất là Rhode Island nhỏ tí hay là Delaware, mà vẫn có một sự cân bằng. Vì thế, Electoral College là yếu tố quyết định ắt có và đủ để tạo thành một tổng thống còn phiếu phổ thông đầu phiếu của quý vị của dương đại hải nó chỉ có tính cách về các chức vụ không phải là tổng thống thống đốc nghị sĩ dân biểu đều phải căn cứ vào popular vote bởi vì đấy là tính cách địa phương vì có nhiều quý vị hỏi giáo sư tại sao tổng thống thì cần electoral college mà nếu ông thống đốc lại không cần ông dân biểu lại không cần là vì tổng thống là cai trị cả 50 tiểu bang. Cho nên nó cần nó đòi hỏi cái sự quyết định của 50 tiểu bang mới thống nhất. Còn ông thống đốc là chỉ có một tiểu bang như Cali chỉ cần tiểu bang Cali, không cần tiểu bang Texas. Rồi Florida không cần tiểu bang New York. Đó là một cái sự thật mà chúng ta cần tìm hiểu thêm về hiến pháp của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục phần 2.